Xin chào tất cả các em. Vậy là thầy và các em đã cùng nhau đi hết chặng đường của chương trình ngữ văn 10. Trên chặng đường ấy, chúng ta đã trở về với những lời ca dao mộc mạc, bình dị mà sâu sắc nghĩa tình. Đó là nỗi nhớ thương da diết của cô gái bình dân trong bài ca dao Khăn thương nhớ ai. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất, khăn thương nhớ ai, khăn bắt lên vai. Trên chặng đường ấy, chúng ta cũng đã trở về thế giới của mà nói như một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, thì đó là những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Nhờ những mảnh vỡ của thế giới cổ tích ấy mà hôm nay ta biết yêu cái đẹp, biết tin cái thiện. Trong hành trình của chương trình ngữ văn 10, chúng ta cũng đã bước qua những thời đại như một bản hùng ca của lịch sử. Nào đâu những tráng sĩ Đông A với lễ thể sát hát, nào đâu những nam nhi với chí lớn công danh, nào đâu ngọn cờ Lam Sơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cả một chặng đường đã qua với bài tổng kết phần văn học. Các em cùng mở sách giáo khoa, vở ghi và theo dõi bài học cùng thầy. Nội dung chính của bài hôm nay cũng có một số nội dung lớn sau. Trên cơ sở hướng dẫn tinh giản về chương trình giảng dạy thì tôi sẽ tập trung khai thác một số nội dung lớn sau. Thứ nhất, phần một nhỏ về đặc điểm của văn học viết Việt Nam. Tôi sẽ khai thác về điểm chung và điểm riêng của văn học trung đại và văn học hiện đại. Nội dung thứ hai mà tôi muốn các em ôn tập lại đó là hệ thống những tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong chương trình ngữ văn 10. Và nội dung thứ ba, tôi sẽ nói về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo trong văn học trung đại Việt Nam. Ta đi vào nội dung đầu tiên, một nhỏ, đặc điểm của văn học viết Việt Nam. Văn học viết Việt Nam ra đời từ thế kỷ thứ 10 và phát triển liên tục cho đến ngày nay. Như vậy, trải qua một khoảng thời gian dài suốt từ thế kỷ 10 cho đến ngày nay, thì có thể rằng văn học viết Việt Nam trong cái chương trình ngữ văn 10 này nó chia làm hai giai đoạn, hai thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ văn học trung đại và thứ hai là thời kỳ văn học hiện đại. Từ cuối thế kỷ 19 trở về trước là thời kỳ văn học trung đại và từ đầu thế kỷ 20 trở về sau là thời kỳ văn học hiện đại. Các em có thể ghi nhớ theo sơ đồ như trên bảng. Để có thể làm rõ cái sự khác biệt cũng như tương đồng giữa văn học trung đại và văn học hiện đại thì chúng ta sẽ tiến hành so sánh. Điểm chung đầu tiên mà tôi muốn nói đến của văn học trung đại và văn học hiện đại đó là cả văn học trung đại và văn học hiện đại nó đều thuộc bộ phận văn học viết. Qua bài khái quát về văn học Việt Nam thì chúng ta biết rằng văn học Việt Nam được chia thành hai bộ phận. Thứ nhất là văn học dân gian, thứ hai là văn học viết. Văn học viết là bộ phận văn học mà người ta sử dụng ký hiệu là con chữ để ghi lại các tác phẩm văn học. Điểm chung thứ hai là cả văn học trung đại và văn học viết đều ảnh hưởng bởi truyền thống và có sự tiếp thu tinh hoa văn hóa văn học nước ngoài. Nếu như ở thời kỳ văn học trung đại chúng ta chủ yếu tiếp thu tinh hoa văn hóa văn học của Trung Quốc, thì ở thời kỳ văn học hiện đại, tức là từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay, chúng ta có sự mở rộng giao lưu và tiếp xúc. Chúng ta tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa văn học nước ngoài, chẳng hạn như văn hóa văn học Pháp, văn hóa văn học của Liên Xô, vân vân. Và cái điểm chung thứ ba giữa văn học trung đại và văn học hiện đại đó là cả văn học trung đại và văn học hiện đại đều có hai nội dung lớn xuyên suốt, nội dung yêu nước và nội dung nhân đạo. Bên cạnh điểm chung thì tôi muốn nói về cái điểm riêng biệt, cái sự khác biệt giữa văn học trung đại và văn học hiện đại thông qua một cái bảng so sánh giữa văn học trung đại và văn học hiện đại trên một số phương diện, tác giả, chữ viết, thể loại và thi pháp. Bảng này gồm có 3 cột như sau. Cột đầu tiên, đề mục. Cột thứ hai, văn học trung đại. Cột thứ ba, văn học hiện đại. Trước tiên về tác giả, thì tác giả của văn học trung đại chủ yếu là các trí thức phong kiến. Còn tác giả của văn học hiện đại thì đa dạng hơn, nhiều tầng lớp hơn, có những người sáng tác chuyên nghiệp. Tức là có những nhà thơ, có nhà văn, dùng văn chương, dùng thơ ca để kiếm sống. Về chữ viết, thì thời kỳ văn học trung đại, người ta chủ yếu sử dụng chữ Hán và chữ Nôm. Ban đầu là sử dụng chữ Hán
Và bắt đầu từ thế kỷ thứ 13 trở đi, khi mà chữ Nôm ra đời thì người ta dần dần chuyển sang chữ Nôm. Nhưng suốt cả thời kỳ văn học trung đại có hai loại văn tự chủ yếu được các nhà thơ, được các trí thức phong kiến sử dụng để sáng tác, đó là chữ Hán và chữ Nôm. Ở thời kỳ văn học hiện đại thì chủ yếu là chữ Quốc ngữ. Như vậy, về chữ viết có sự khác biệt rất rõ ràng. Về thể loại, ở thời kỳ văn học trung đại thì chủ yếu tiếp thu từ văn học Trung Quốc những thể loại như cáo, chiếu, hịch, thơ đường luật, phú, truyện kỳ, tiểu thuyết chương hồi. Chúng ta có thể dễ dàng kể ra các tác phẩm thuộc các thể loại này, chẳng hạn như Đại cáo Bình Ngô, Hịch tướng sĩ hay các bài thơ đường mà chúng ta từng học, Tỏ lòng, vân vân. Truyện kỳ, chúng ta từng biết đến truyện kỳ Mạn Lục với những tác phẩm mà mình được học từ trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông. Ở chương trình lớp 10, chúng ta học về chuyện trước phán sự Đền Tản Biên. Tiểu thuyết chương hồi chúng ta sẽ được biết đến với một tác phẩm mà hẳn rằng chúng ta từng được nghe tên rồi, đó là Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Thể loại văn học dân tộc cũng ra đời sau này gồm có khúc ngâm và hát nói. Ở thời kỳ văn học hiện đại, chúng ta có thể thấy rằng thể loại có sự tiếp biến từ văn học trung đại như thơ đường luật, câu đối. Nhưng đồng thời với điều đó thì thể loại văn học hiện đại có sự tiếp thu tinh hoa văn học của thế giới nên có những thể loại mới như thơ tự do, truyện ngắn, tiểu thuyết, phóng sự, kịch nói, vân vân. Về mặt thi pháp, thời kỳ văn học trung đại tính quy phạm thiên về ước lệ tao nhã chiếm nội dung rất lớn trong thơ ca, thường sử dụng những điển cố điển tích và bên cạnh đó nữa là mang đậm tính phỉ ngã. Còn ở thời kỳ văn học hiện đại thì về mặt thi pháp có sự thay đổi, đó là phá vỡ những gì được xem như là chuẩn mực, được xem như là quy phạm của thời kỳ văn học trung đại, và có thể nói nó rất ít xuất hiện các điển tích điển cố. Ở thời kỳ văn học hiện đại thì có sự đề cao cá tính sáng tạo, đề cao cái tôi cá nhân. Các nhà thơ, nhà văn, đặc biệt ở đây tôi muốn nói đến các nhà thơ, chú ý nhiều hơn đến cái tôi, biết khẳng định cái tôi. Đó là điều khác biệt. Nếu như các nhà thơ trung đại chỉ nói đến cái ta, ẩn cái tôi mình sau cái ta, thì ở thời kỳ hiện đại cái tôi xuất hiện một cách rõ ràng hơn. Để có thể nói rõ hơn về văn học trung đại thì tôi sẽ khai thác về các giai đoạn của văn học trung đại với đặc điểm và nội dung nghệ thuật của nó. Chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại một chút. Văn học trung đại bắt đầu thế kỷ thứ 10 và kết thúc vào thế kỷ thứ 19. Vậy thì nó được chia ra làm những giai đoạn nào? Giai đoạn đầu tiên, từ thế kỷ 10 cho đến hết thế kỷ 14. Giai đoạn thứ hai, từ thế kỷ 15 cho đến hết thế kỷ 17. Giai đoạn thứ ba, từ thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19. Và giai đoạn cuối cùng là nửa cuối thế kỷ 19. Cách phân chia giai đoạn này bám sát và đã dấu mốc trong lịch sử sự thay đổi của xã hội trong thời kỳ phong kiến. Chúng ta ghi nhớ 4 giai đoạn. Từ đây, tôi lập bảng thứ hai để hệ thống khái quát nội dung và nghệ thuật của các giai đoạn trong thời kỳ văn học trung đại. Bảng này có 3 cột như sau. Cột đầu tiên, giai đoạn. Cột thứ hai, nội dung. Cột thứ ba, nghệ thuật. Từ thế kỷ 10 cho đến hết thế kỷ 14 thì nội dung chủ yếu trong văn học là nội dung yêu nước với một âm hưởng hào hùng. Bên cạnh đó là nội dung nhân đạo trong thơ thiền của thời Lý Trần. Nói nội dung yêu nước trong văn học của chúng ta từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14, chúng ta không thể không nhớ đến những bài thơ như Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão. Ta thấy đó hình ảnh của một trang nam ni mang chí lớn công danh. Công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện phụ hậu. Đó cũng là hình ảnh nguồn vị tướng đứng ở nơi địa đầu tổ quốc, cẩm ngang ngọn giáo, hiên ngang, oai phong, lẫm liệt. Về mặt nghệ thuật, thì lúc này văn học chữ Hán có những thành tựu to lớn. Văn học chữ Nôm đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển. Văn học chữ Nôm ra đời từ thế kỷ thứ 13 và từ đó thì nó đặt nền móng đầu tiên trong sự phát triển của mình trong giai đoạn này. Thế kỷ thứ 15 cho đến thế kỷ thứ 17. Trong văn học trung đại, chúng ta chú ý đến nội dung yêu nước với một âm hưởng hào hùng. Giờ đây đã có sự chuyển sang nội dung yêu nước với một cái tư tưởng phê phán hiện thực xã hội phong kiến, nhưng chủ yếu trên lập trường đạo đức. Về mặt nghệ thuật, thì văn học chữ Hán
đã đạt thành tựu nghệ thuật ở văn chính luận và văn xuôi tự sự. Về điểm này, chúng ta có thể kể đến các sáng tác của tác giả Nguyễn Trãi. Bên cạnh đó, thì về mặt nghệ thuật chúng ta cần chú ý rằng văn học đã có sự việt hóa các thể loại của văn học Trung Quốc. Thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19, lúc này có sự xuất hiện của trào lưu nhân đạo chủ nghĩa. Trào lưu nhân đạo chủ nghĩa này xuất hiện khi nào? Khi mà con người bị áp bức, khi mà con người bị tra đạp, bị ảnh hưởng đến quyền sống. Văn học phản ánh, phê phán hiện thực xã hội phong kiến lúc này là phê phán chủ yếu trên lập trường nhân bản. Về mặt nghệ thuật, thì văn học có sự phát triển mạnh mẽ ở cả sáng tác chữ Hán và chữ Nôm, trong đó đặc biệt chú ý đến văn học chữ Nôm. Văn học chữ Nôm lúc này cùng với những thể thơ, thể loại văn học dân tộc đã có những thành tựu to lớn, và chúng ta có thể kể đến một tác phẩm tiêu biểu, đó là Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Cuối thế kỷ 19, về nội dung, văn học yêu nước mang âm hưởng bi tráng, có biểu hiện mới với tư tưởng canh tân đất nước. Về nội dung nhân đạo, lúc này hướng nhiều hơn đến con người cá nhân. Những tác phẩm mang âm hưởng bi tráng mà chúng ta sẽ được tìm hiểu sau này như Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Về mặt nghệ thuật, lúc này thì có sự xuất hiện của văn học chữ Quốc ngữ, nhưng chủ yếu vẫn là các sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nôm. Bên cạnh đó thì chủ yếu vẫn theo thể loại và thi pháp truyền thống, tuy nhiên đã có sự đổi mới theo hướng hiện đại hóa. Chúng ta sang với phần 2. Tôi sẽ hệ thống lại các tác giả và tác phẩm tiêu biểu cho thời kỳ văn học Trung đại. Hệ thống lại các tác giả, tác phẩm tiêu biểu trên cơ sở nội dung và nghệ thuật. Bảng của tôi có một số cột như sau. Cột đầu tiên, thứ tự. Cột thứ hai, tác giả. Cột thứ ba, tác phẩm. Cột thứ tư, nội dung và nghệ thuật. Trước tiên, tôi nhắc đến Phạm Ngũ Lão với tác phẩm Tỏ Lòng. Trong Tỏ Lòng, thì nhà thơ đã khắc họa vẻ đẹp của con người có sức mạnh, có lý tưởng và đồng thời có nhân cách cao đẹp. Lý tưởng được nói ở đây là lý tưởng của cả thời đại, lý tưởng của thời đại Đông Nga. Bên cạnh đó thì lời thơ giản dị, giàu cảm xúc, hình ảnh chân thực mà kỳ vĩ. Một con người được đặt vào trước núi non, được đặt vào trước sơn hà, từ đó được tăng lên về triều kích, hoành sắp giang sơn khắc kỳ thu, tam quân tỷ hồ khí thôn nghiêu. Tác giả thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là tác giả Nguyễn Trãi với hai tác phẩm Kẻ Ngày Hè, được học trong chương trình ngữ văn lớp 10 của kỳ 1, và Bình Ngô Đại Cáo, được học trong chương trình ngữ văn lớp 10 của kỳ 2. Trong Cảnh Hè, ta cảm nhận được một cảnh thiên nhiên bình dị, gần gũi. Qua hai cảnh thiên nhiên được khắc họa trong bài thơ, ta có thể cảm nhận được tâm hồn yêu thiên nhiên, trái tim yêu cuộc đời, tấm lòng sâu sắc với nhân dân, với đất nước. Trong Cảnh Hè, chúng ta có thể cảm nhận được một nhà thơ với một tâm hồn tinh tế, với một trái tim yêu nồng nàn thiên nhiên, khi ông vận dụng đa giác quan để cảm nhận về thế giới. Rồi hóng mắt thùa ngày trường, hoè lục đùn đùn tán rợp dương, thạch liệu hiên còn phun thức đỏ, hồng liên trì đã tiễn mùi hương. Lao sao chợ cá làng ngư phủ, dáng giỏi cầm ve lầu tịch dương, dễ có ngu cầm đàn một tiếng, dân tàu đục gấp đòi. Có thể thấy rằng trong Cảnh Hè của tác giả Nguyễn Trãi, những mảng màu sắc được đan xen, và một điều đáng chú ý về mặt nghệ thuật đó là nhà thơ đã sử dụng thơ đồng luật phá cách với câu đầu và câu cuối, giảm từ 7 tiếng trở thành 6 tiếng. Tác phẩm thứ hai của Nguyễn Trãi mà tôi nhắc đến ở đây đó là Bình Ngô Đại Cáo. Bình Ngô Đại Cáo được xem như là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của dân tộc, một án thiên cổ hùng văn. Ở đó có sự tố cáo tội ác của quân thù, ở đó có sự nhìn lại một chặng đường khởi nghĩa, và có sự ngợi ca một nền độc lập. Cảnh hôn bĩ dậy thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh. Một nền độc lập mở ra và muôn thuở thái bình. Nghệ thuật của Bình Ngô Đại Cáo là nghệ thuật chính luận đạt đến độ tài tình.
phẩm thứ ba mà tôi nhắc đến ở đây là tựa Trích Diễm Thi Tập của Hoàng Đức Lương. Trong bài tựa này, Hoàng Đức Lương đã thể hiện niềm tự hào và trân trọng. Đồng thời, ông cho thấy ý thức bảo tồn di sản văn học của dân tộc. Hoàng Đức Lương đã tìm ra những lý do khiến thơ văn bị thất truyền và tìm cách để lưu giữ những di sản thơ văn của tiền nhân. Trong bài tựa này, thì Hoàng Đức Lương đã cho thấy một cách lập luận chặt chẽ, rất giàu sức thuyết phục. Nhất là khi mà Hoàng Đức Lương chỉ ra các nguyên nhân khiến thơ văn bị thất truyền. Tác giả thứ tư mà tôi muốn nhắc đến ở đây là tác giả Nguyễn Du với hai tác phẩm Đọc Tiểu Thanh Ký và Chuyện Kiều. Đọc Tiểu Thanh Ký là một tác phẩm chúng ta đã học trong chương trình văn lớp 10 của kỳ 1. Trong Đọc Tiểu Thanh Ký, chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng yêu thương, đồng cảm với nỗi đau của người phụ nữ và đồng thời ở đó là một cái tôi đầy suy tư, bất trí tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân gấp tố như. Trong Đọc Tiểu Thanh Ký, chúng ta cũng có thể cảm nhận được một kết cấu độc đáo với nhiều tầng bậc. Chuyện Kiều, Nguyễn Du đã lên án tố cáo một xã hội vô nhân đạo. Tác giả cũng thể hiện được sự thương cảm trước bi kịch của người phụ nữ một hồng nhan bạc mệnh. Nhưng Nguyễn Du cũng thể hiện được sự trân trọng, đề cao vẻ đẹp và khát vọng của con người. Có lẽ cái vẻ đẹp, cái khát vọng được Nguyễn Du đề cao ở đây đó là tình yêu tự do ở Thủy Kiều. Chúng ta có thể cảm nhận được điều đó qua cái bước chân xăm xăm băng lối vườn khuya của Kiều. Trong Chuyện Kiều, chúng ta có thể thấy được ở đây tác giả đã sử dụng một nghệ thuật ngôn từ bậc thầy và chính vì điều đó đưa Chuyện Kiều đến đỉnh cao của văn học chuyện nôn. Tôi sẽ hệ thống lại các tác phẩm tiêu biểu theo thể loại và văn tự để các em dễ theo dõi. Ở đây, bảng của tôi gồm có 3 cột như sau. Cột thứ nhất thể loại, cột thứ hai là các văn bản chữ Hán và cột thứ ba là các văn bản chữ Nôm. Chúng ta sẽ cùng nhớ lại một chút các tác phẩm thuộc thể loại chữ Tình. Các tác phẩm được viết là chữ Hán như Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão, Đọc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du, Bạch Đằng Giang Phú của Chuẩn Siêu. Các tác phẩm chữ Tình được viết ở chữ Nôm như Bảo Kinh Cảnh Giới số 43 của Nguyễn Trãi hay là bài thơ Cảnh Hè, Bài Nhàn của Nguyễn Bình Khiêm và bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm. Các tác phẩm tự sự đối với chữ Hán đó là Chuyện Trước Phán Sự Đền Tản Viên của Nguyễn Dữ. Tác phẩm tự sự được viết bằng chữ Nôm đó là Chuyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Bên cạnh chữ Tình và tự sự thì có thể nói đến một tác phẩm nghị luận được xem là thiên cổ văn, đó là Đại Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi. Tôi sang với phần thứ ba về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo trong văn học trung đại. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo là hai nội dung xuyên suốt trong văn học trung đại Việt Nam. Trước tiên, a nhỏ, tôi đi vào chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước bắt nguồn từ truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và đặc biệt phát triển mạnh trong các cuộc chiến phá Tống, Bình Nguyên, Diệt Minh. Có thể thấy cái truyền thống yêu nước này trong ngọn nguồn văn học dân gian. Từ tình yêu thiên nhiên thì không thể phủ nhận được đó tình yêu nước. Từ lòng căm thù giặc thì cũng không thể phủ nhận đó là tình yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước trong thời kỳ trung đại còn gắn liền với một tư tưởng trung quân. Tuy nhiên điều này nó không tách rời với truyền thống yêu nước của dân tộc. Và thứ ba, chủ nghĩa yêu nước có biểu hiện phong phú, đa dạng, chẳng hạn như biểu hiện âm điệu hào hùng khi đất nước đứng lên chống giặc ngoại xâm, ở âm điệu bi tráng khi nước mất, nhà tan, ở niềm tự hào trước bản hùng ca của lịch sử, ở sự thiết tha yêu mến cảnh sắc thiên nhiên. Ở đây, chúng ta có thể nhớ đến những tác phẩm mà qua đó ta có thể nhận ra biểu hiện của lòng yêu nước. Từ cái dáng người oai phong, lẫm liệt của vị chiến tướng đứng ở nơi địa đầu Trung Quốc để bảo vệ non sông, trong tỏ lòng có thể cảm nhận được tinh thần và ý chí của những con người thời đại Đông A. Đó là gì nếu như không phải lòng yêu nước? Ta có thể cảm nhận được âm điệu bi tráng khi nước mất nhà tan. Khi Nguyễn Đình Chiểu chứng kiến sự xâm lăng của thực dân Pháp, ông đã từng thốt lên rằng
Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, một bàn cờ thế phút ra tay, bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy, mất ổ bầy chim dạo dạc bay. Lòng nước còn được thể hiện ở cái niềm tự hào trước các bản hùng ca của lịch sử. Ta nhớ lại, trong bài Bạch Đằng Giang Phú, Trần Văn Siêu từng rất tự hào khi đến với dòng sông Bạch Đằng. Đây là chiến địa buổi trùng hưng nhị thánh. Bắt Ô Mã cũng là bãi đất xưa của trước Ngô Chúa phá Hoàng Thảo. Có thấy rằng lòng yêu nước được biểu hiện một cách rất đa dạng trong văn học trung đại. Cùng với nội dung yêu nước là nội dung nhân đạo. Ở đây, tôi muốn đến cái chủ nghĩa nhân đạo trong văn học trung đại Việt Nam. Chủ nghĩa nhân đạo bắt nguồn từ truyền thống nhân đạo của người Việt Nam, đồng thời được ảnh hưởng tích cực từ tư tưởng nhân văn có trong Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo. Chủ nghĩa nhân đạo nó phát triển mạnh trong những thời kỳ lịch sử mà con người bị chà đạp một cách thảm thương, quyền sống không được tôn trọng. Đó là cái thời đại vào cái kỷ niệm 18 khi mà Nguyễn Du so ra đời truyện Kiều. Và thứ ba, chủ nghĩa nhân đạo biểu hiện rất phong phú, đa dạng. Chẳng hạn, nó thể hiện ở lòng thông cảm và yêu thương con người, lên án, tố cáo thế lực tàn bạo chà đạp lên con người, khẳng định và đề cao phẩm chất, tài năng, khát vọng chân chính của con người, đề cao những nội dung, những quan hệ đạo đức tốt đẹp giữa con người với con người. Trên đây là nội dung ôn tập của thầy về văn học Việt Nam và tập trung vào nội dung đó là văn học trung đại Việt Nam trong trình ngữ văn lớp 10. Các em có thể xem lại và hệ thống lại toàn bộ. Hy vọng các em sẽ có một buổi ôn tập hiệu quả. Chúc các em học tốt. Trân trọng chào các em.